Theo là mình sẽ review lại cho các bạn xem là cây củ dền mà mình trồng ở đây. Đây là những cây củ và nó phát triển ở đây vào mùa hè thì nó bắt đầu là ra củ rồi, thì mình sẽ review lại cho các bạn xem. Hôm trước là mình trồng ở đây là mình gieo bằng hạt giống và mình gieo nó nảy mầm rất là nhiều. Và mình có làm một video là mình quay vừa nhổ tỉa, mình phá bớt đi, tại vì là nó mọc dày quá đi, nên là mình để dày quá nó không tốt, nên là mình sẽ nhổ tỉa bớt đi. Và hôm nay thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem là quá trình sinh trưởng của nó phát triển như thế nào. Và đây là những cây cỏ dại nó đã phát triển lên, nó lấn áp rồi các bạn này. Cái củ dền này thì mình đã trồng ở trước sân vườn nhà mình rồi, thì mình cũng đã thu hoạch rồi. Ăn rất là ngon các bạn ạ. Màu của nó cắt lì bên trong của nó màu đỏ. Và mình đọc ở trên mảng thì nó có nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, rồi là nó có thể là phòng ngừa và chữa được bệnh nữa cơ. Thì mình trồng ở đây thì nó nảy mầm khá là tốt. Nói chung là mình trồng cũng dễ trồng thôi, các bạn không cần nghĩ là nó khó trồng đâu. Tại vì các bạn xem này, mình trồng ở đây mình không làm sạch cỏ dại luôn, nên là cỏ dại nó phát triển còn mạnh hơn là cây củ dền nữa. Đây, như củ này đây các bạn này. Một thời gian nữa là mình được thu hoạch thôi. Mình trồng ở đây là có thể là chưa đúng mùa của nó. Nghe ra là mình phải trồng trước cách đây khoảng một vài tháng thì nó sẽ sinh trưởng và phát triển nó tốt hơn. Nhưng mà mình trồng được như thế này cũng khá là tốt rồi. Mình chủ yếu ở đây là mình test chất lượng hạt giống thôi, thì xem chất lượng hạt giống của nó này mầm nó có tốt không. Nếu mà tốt thì mình sẽ cung cấp hạt giống ra thị trường các bạn nhé. Các bạn cần hạt giống trồng thử thì các bạn cứ liên hệ mình để mình cung cấp cho. Cái củ dền này thì nó sẽ phù hợp với mùa, ví dụ như là qua Tết xong mình trồng hoặc là trước Tết mình trồng thì nó sẽ tốt hơn. Còn ở đây là mình trồng vào tháng 4 rồi, tháng 4 thì hơi muộn một chút. Đây, lá của nó là mình không ăn được, nhưng mà mình ăn củ của nó, chờ củ của nó sinh trưởng và phát triển thì mình sẽ ăn củ của nó. Đặc điểm của nó là lá của nó màu tím này, rồi là thân và cuống của nó màu tím, còn củ của nó thì như thế này. Và một thời gian thì mình thu hoạch thì bên trong cũng củ màu tím, mình cắt ra nó cũng màu tím luôn. Đấy, review lại cho các bạn xem toàn cảnh mình trồng một luống ở đây các bạn nhá. Đấy, các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này để mình tư vấn cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.